Thưa quý vị và các bạn, bãi sậy sông Đầm thuộc thôn Vĩnh Bình, xã Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ là một vùng sông nước còn hoang sơ. Một sớm mai, thông dong thuyền trên bãi sậy sông Đầm được lướt qua những vùng sông nước đầy bông sen bông súng với nhiều sắc màu rực rỡ, được hòa mình trong không khí giăng lưới giữa ươm với những mẻ lưới nặng đầy cá đầy lương của ngư dân thì thật là thú vị. Trong chương trình kiến thức cuộc sống ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng theo dấu chân của đoàn hướng dẫn viên để trải nghiệm nơi đây với những điều thật tuyệt vời. Với du khách ở xa, có lẽ bãi sậy sông Đầm là một địa danh xa lạ. Nhưng với người dân Quảng Nam, ai cũng biết nơi này là một vùng ngập nước xinh đẹp nổi tiếng thuộc địa bàn xã Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Vùng bãi sậy sông Đầm có diện tích tự nhiên hơn 180 hectare, kéo dài từ xã Tam Thăng đến xã Tam Phú, phường An Phú, thành phố Tam Kỳ. Thời kháng chiến, vùng đầm hoang vu đầy lau lách và cây sậy đã chở che cho quân dân kháng chiến. Vẻ hoang sơ của bãi sậy sông Đầm được tạo nên bởi nhiều yếu tố như hệ thủy sinh, hệ sinh thái mặt nước, hệ sinh thái trên bờ với hệ động thực vật phong phú đa dạng, song cũng bị tàn phá nhiều bởi chiến tranh và trước áp lực đời sống. Sông Đầm bắt đầu ngập nước vào độ cuối thu, mang theo một nguồn lợi thủy sản lớn cùng cảnh quan thiên nhiên đẹp như tranh vẽ. Những ai yêu thích cảnh sắc hữu tình bình dị của đồng quê đều thốt lên rằng vùng bãi sậy này quả là nơi lý tưởng để hòa mình vào thiên nhiên, để ghi lại những bức ảnh đẹp để đời. Thì bây giờ chúng ta đi một trăm mét nữa sẽ đến cái khu hoa súng, hoa sen, và có thể nói rằng là nơi đó quý vị sẽ chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hoa súng rất là hấp dẫn. Và sau đó thì chúng ta sẽ trải nghiệm vị bắt cá trong chươm của ông Tăng. Và bây giờ xin mời quý đoàn chúng ta xuất phát. Chúc quý đoàn chúng ta có một buổi hành trình rất là trọn vẹn, trải nghiệm để rồi đem về những cái gì đáng nhớ nhất tại sông Đầm. Xin mời chúng ta xuất phát. Có lẽ nơi này được gọi tên bãi sậy là vì mọc nhiều cây lau, cây sậy, những loài cây hoang dã của chốn miền quê sông nước. Khi nước dâng cao cũng là thời điểm bãi sậy sông Đầm xinh đẹp nhất khoác lên một chiếc áo mới với đủ gam màu sống động. Hai bên bờ sông, lau sậy mọc đầy và phát triển với tốc độ nhanh, phủ xanh cả một vùng trời. Những khu vực ngập nước khác, hoa sen, hoa súng thi nhau sinh sôi nảy nở, tạo nên một hệ sinh thái đa dạng, các loài thực vật, mướt mát và bình yên, đậm chất làng quê xứ Quảng, hiền hòa thơ mộng. Xen lẫn giữa những vùng hoa là những vùng bẫy chươm. Mỗi cái bẫy chươm được thu hoạch ít nhất mỗi tuần một lần, thường được vài chục ký cá. Song có thời điểm, trúng thì cả tạ cá gáy, có thêm cá diếc, thác lát, ngạnh, rô phi, lương. Người dân Vĩnh Bình cứ đời này sang đời khác bám trụ mưu sinh với bãi sậy sông Đầm. Làng chài Vĩnh Bình chỉ còn 15-20 hộ bám nghề, dù nghề đánh bắt, bủa lưới chỉ được xem là nghề phụ, song lại mang đến những tháng ngày no cơm, ấm áo. Vào mùa nước cạn, người dân lội xuống bắt lương rìa. Bên trong bãi sậy còn là nơi trú ngụ của nhiều loài chim kéo về làm tổ. Tất cả mọi loài động thực vật cùng nhau phát triển, tạo nên một hệ sinh thái trù phú, không kém những cánh đồng lớn ở miền Tây Nam Bộ mùa nước nổi. Trước đây, vùng đất này là nơi diễn ra các hoạt động sống của người dân quanh vùng. Khi nước bắt đầu lên, cũng là lúc những người nông dân đi thu hoạch hoa súng, quăng chài, thả lưới, đánh bắt cá. Tuy nhiên gần đây, vùng đất này đã trở thành điểm tham quan du lịch sinh thái của du khách gần xa. Những người đi du lịch Quảng Nam sau khi khám phá phố cổ và những điểm nổi tiếng khác sẽ dành chút thời gian đến với bãi sậy. Ai ai cũng thích thú khi được ngồi trên chiếc thuyền ba lá len lỏi giữa dòng nước mênh mông để thưởng thức cảnh sắc hữu tình của cánh đồng hoa sen, hoa súng rực rỡ.
khách du lịch đến với Vĩnh Bình và bãi sậy sông Đầm hòa mình vào không khí làng quê, khung cảnh sông nước thơ mộng và nét sinh hoạt của làng chài để lắng lòng thư thái. Là một người con của quê hương đất Quảng nhưng mà thực sự đây là lần đầu tiên Hồ Loan đến với cái bãi sậy sông Đầm này. Và cái cảm giác thì rất là bất ngờ, bởi vì Hồ Loan vốn là một người cũng ưa đi du lịch, cũng tới Đầm Sen, cũng tới Hồ Tây ở Hà Nội để chụp hình sen này, rồi cũng vô miền Tây các kiểu. Nhưng mà thực sự khi mà mình về với quê hương mình á, thì mình có những cái cảm nhận rất là riêng. Cái không khí trong lành thì dĩ nhiên là ở thiên nhiên thì ở đâu cũng có rồi. Nhưng mà ở đây mình sẽ cảm nhận được cả tình người, tình quê. Cả những cái từ búp sen, búp hoa súng hay là từ những cái cánh bèo. Nhưng mà cái điều quan trọng là cái cảm giác thú vị và được trải nghiệm cùng những người con của quê hương. Khi có những bác mà chèo thuyền ấy, những bác ấy có những cái câu chuyện rất là vui và có những cái điều mà khiến mình cảm thấy gần gũi, mình cảm thấy muốn tới một lần nữa. Thời gian gần đây, Tam Thăng đang đầu tư nghiên cứu trồng cây dừa nước và một số cây chịu mặn, chịu phèn trên sông Đầm để tái tạo, phục hồi hệ sinh thái bãi sậy sông Đầm, tạo cảnh quan du lịch sinh thái giúp người dân hưởng lợi. Xã cũng tạo điều kiện cho người dân thuê diện tích mặt nước trên sông Đầm để trồng sen, để khai thác nguồn lợi thủy sản, đồng thời tạo điều kiện thành lập tổ hợp tác chèo thuyền đưa khách du ngoạn sông Đầm gồm 12 thành viên do ông Trần Văn Tân, thôn Vĩnh Bình làm tổ trưởng nhằm phục vụ hoạt động trải nghiệm, không khí đánh bắt cá, gỡ lưới trên sông nước, tham quan làng chài. Hiện nay, tình hình du khách đến với Tam Thăng nói chung, trong đó có địa đạo và đặc biệt là bãi sậy sông Đầm. Thì nhìn chung sau cái đại dịch Covid, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thành phố là cơ quan đơn vị được Ủy ban nhân dân thành phố giao nhiệm vụ là kích cầu du lịch tại cái địa phương này. Thì trong thời gian qua, Trung tâm Văn hóa cùng với Ủy ban nhân dân xã Tam Thăng đã hình thành lên cái tổ thuyền. Bên cạnh đó là cùng với bà con tổ chức tập những cái làn điệu dân ca để cùng với du khách là trải nghiệm trên sông Đầm. Và đặc biệt hiện nay thì thành phố giao cho các ngành liên quan tổ chức xây dựng cái bến thuyền, khôi phục lại hệ thống lao sậy trên toàn tuyến của bãi sậy. Và trong thời gian tới tiếp tục xây dựng cái chòi, cái không gian ngắm cảnh để du khách quan sát trên phạm vi toàn bộ cái bãi sậy sông Đầm này. Tầm 5-6 giờ sáng, những tia nắng đầu ngày in trên mặt nước sông Đầm, thì những dải cây súng, cây sen, lục bình chạy dọc hai bên triền sông cũng bắt đầu hé nụ tỏa sáng. Cả sắc màu và ngái đặc trưng của cây lát bị cháy nắng cũng gợi nên ý tưởng cho những thước phim, khung ảnh mang sắc màu cánh đồng hoang. Thuyền lướt chậm chậm trên sông Đầm, cả một vùng trời nước yên bình, cả những màu hoa làm lòng người xao xuyến. Mỗi sớm mai hay chiều tà, dễ dàng bắt gặp những đàn cò trắng, những con diệc bồ nông rảo bước trên vùng lát, hay đậu trên đám lục bình, sen, súng, tìm mồi, rỉa lông. Chỉ cần nghe động, cả đám nháo nhào, giáo giác bay lên không trung. Ngày xưa thì em thấy người ta các người dân chài lưới này, người ta dùng cây để người ta chọc xuống dưới sông, nhưng mà em không biết là vì sao người ta lại chọc đến người ta lại chọc xuống dưới đó. Nhưng mà bây giờ khi mà em đã được trải nghiệm thì em đã thấy được cái hoạt động mà sản xuất, hoạt động thu hoạch cá của người dân ở đây, nó là dùng cây để cắm xuống để giúp cho cá có thể hội tụ, có thể ở nấp ở đó. Và khi mà người dân dùng lưới để bao quanh cái hòn của cây đó thì có thể bắt được cá rất là dễ dàng. Một sớm bờ sương, ngồi trên thuyền lướt qua bờ lau sậy, hít khí trời trong lành và lắng nghe tiếng gió lao xao, điệu hò hoang thân thuộc xứ Quảng cùng vũ điệu chài sông Đầm, chợt thấy mình quá bé nhỏ giữa thiên nhiên bao la.
du khách về đây, cái Tam Thăng gió lòng mơ. Cái Tam Thăng gió lòng mà làm say lòng. Biển xanh thắm mặn ngoài khơi, thắm tình vị mặn, thắm lời dân ca. Đến đây như về với quê nhà, có dòng sông thơ mộng, có câu ca trữ tình. Rạng ngời như anh bình minh, Tam Thăng cặp trắng hữu tình làm sao. Nhớ lại quê mình, chứ bởi em kèo thuyền, chứ em kèo thuyền ra sông cái, em ngó lại mình kiếm trên cành còn đủ cặp, huống chi mình muốn lẻ đôi, chứ vì đâu mà đây với đó đã hai nơi. Tên đò xưa bằng chiếc đùa, không một lời nhắn đưa cây đa bên cũ con đò xưa. Người xưa mà có nghĩa thì nắng với mưa em vẫn chờ. Hy vọng trong tương lai gần, một tour du lịch bãi sậy sông Đầm kết nối với làng chiếu cói Tam Thăng, địa đạo Kỳ Anh, khu tượng đài Mẹ Việt Nam Anh Hùng, làng bích họa Tam Thanh được mở ra để du khách có dịp được thưởng ngoạn thiên nhiên sông nước hữu tình.